Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Cũng nhiều anh chị hỏi cái dòng Mazda 2 bản AT, đây là bản rẻ nhất của 3 phiên bản Mazda 2 đang được bày bán tại Việt Nam. Thì thời điểm trước xe này bán bên em cũng khá là chạy, giá đâu đó vào khoảng hơn 400. Sang tháng 3 2024 này thì hiện nay bên em đang bán là 415 triệu. Giá chuẩn của nó là 420. Thì các bác có thể lấy là tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, hoặc là bên em trừ thẳng 5 triệu vào giá bán thì còn 415. Xe này thì bên em có 3 màu: trắng này, đỏ này và xám. Xám thì nó hơi ít, tuy nhiên thì trắng và đỏ thì bên em bán cũng khá là nhiều. 415 thì các bác ra biển thời điểm này nó sẽ dao động vào khoảng 406-407 nhá. Và thật ra thì em cũng quay một cái nó đầy đủ chi tiết, ví dụ như là đã lắp màn hình cam lùi đúng không ạ, cục gương. Về cơ bản thì cái mẫu Mazda 2 AT này thì là bên em là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên thì nó là bản thấp nhất và là đang là xe rẻ nhất của Mazda. Tuy nhiên thế nên là cái option nó cũng hơi ít một chút ạ. Cái này mình cũng phải chia sẻ thật là ví dụ trên phiên bản này nó sẽ là ghế cơ này, ghế nỉ này đúng không ạ. Màn hình thì nó sẽ hơi hạn chế một chút ạ, nó chỉ là đài AFFM thôi. Đây thì mình phải độ giúp em. Đấy, vô lăng thì nó cũng không có nút bấm điều khiển gì cả, không có cruise control hay là gì cả. Toàn bộ là đồng hồ analog. Đây, chúng ta có tăng giảm độ sáng bằng phím quay này, cũng rất nhật ạ. Điều hòa cơ đây, phanh tay, ship lock các thứ đầy đủ. Đây là chìa khóa này, vẫn có cổng sạc, tẩu sạc, cổng kết nối này. Đấy thì các bác mua thì hay đa phần là làm màn hình, thì bây giờ cái mặt dưỡng các thứ nó xử lý cũng rất là dễ, nó không phải khoét mặt dưỡng như ngày xưa đâu. Công nghệ bây giờ mình làm phụ kiện nó cũng nhiều hơn. Cơ bản điện tử thì cơ bản là bản này vẫn có đầy đủ nhá. Tầm 420 ạ, 420 chưa ra biển. Các ra biển cộng vào giúp em vào khoảng 45 triệu. Đấy thì đâu đó nó ra biển vào khoảng tầm 406-407. Các bác làm thêm một chút đồ, ví dụ như là màn hình, cam lùi, gục gương đúng không ạ? Cảm biến. Thì mình sẽ có một chiếc xe nhập khẩu Thái Lan phân khúc hạng B, mà mức giá nó đâu đó vào khoảng chỉ 500 triệu thôi. Nó cũng là sự lựa chọn hợp lý ạ. Tuy nhiên thì nó hơi hạn chế về màu sắc. Trắng, đỏ là bên em bán chủ đạo, màu xám thì nó rất là ít. Về trả góp thì hiện nay các bên cũng đã hạ lãi suất rất là nhiều rồi. Đâu đó mình vay trả góp nó sẽ lãi suất là khoảng 7-8% một năm. Cố định được cái lãi suất trong thời gian vay hay không thì nó do cái sức khỏe tài chính, như là báo cáo tài chính, báo cáo thuế hay là chứng minh thu nhập của anh chị, để mình chọn được cái ngân hàng có cái lãi suất tốt thì hiểu để liên hệ trực tiếp của bên em. Đấy, còn nếu mà mình làm mà khó về cái báo cáo chứng minh thu nhập ấy, thì mình phải chấp nhận là lựa chọn cái ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam thì cái lãi suất nó sẽ có thà nổi ạ. Đây mình có thể thấy cái cốp này của bên Mazda 2 này bên em cũng rất là rộng. Xe thì là xe nhập khẩu và toàn bộ là xe 2024 rồi nhé. Xe 23 thì đợt trước nó giá nó cũng giảm tốt thì bên em bán khá là chạy. Đó thì em quay nhanh cái Mazda 2. Đèn thì tất nhiên là đèn halogen rồi. Cơ bản là chiếc xe này chỉ là một chiếc xe hạng B, giá rẻ, nhí vào khu hạng A. Mình có thể độ đẽo thêm một chút ạ. Anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em nhé, để bên em tư vấn và hỗ trợ thêm. Đây em sẽ quay thêm một chút ạ, ngồi thêm hàng ghế thứ hai thì nó có chật không. Hàng ghế thứ hai của nó thì sẽ không có cửa gió điều hòa đâu. Đây, không có bậc tí tay và không cửa gió điều hòa. Cơ bản là một chiếc xe B trừ thì kích thước nó cũng khá là ok. Mình cốp rộng thì cái hàng ghế nó sẽ co lại một chút ạ. Thì anh chị có nhu cầu cứ qua bên em trực tiếp để xem xe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.